cái Wake Up Hay2 này nó dành cho ai, thì nó đặc biệt phù hợp cho những bố mẹ nào mà mong muốn con mình phát triển chiều cao tối ưu hơn, và đặc biệt là những cái người nào mà những cái trẻ em nào mà đang trong cái độ tuổi phát triển nhưng mà bị còi cọc chậm lớn, họ chậm phát triển ấy, và những cái thanh thiếu niên đang trong cái giai đoạn dậy thì muốn thúc đẩy chiều cao vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa, phụ nữ có thai và cho con bú cần bổ sung canxi cho hệ xương khỏe mạnh thì sử dụng cái sản phẩm này cũng rất là tốt nhé. Người trưởng thành thiếu hụt canxi cần thúc đẩy chiều cao tăng trưởng nhanh chóng và an toàn. Rồi người lớn tuổi bị loãng xương, đau nhức các cơ bắp khớp lưng vai gáy cần bổ sung canxi để xương chắc khỏe cũng rất là tốt. Người ít vận động, xương giòn dễ gãy cần bổ sung canxi để dẻo dai chắc khỏe. Đây, còn đây là những cái giấy tờ về sản phẩm mọi người ạ. Đây, giấy công bố này, giấy công bố từ Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế này, giấy xác nhận nội dung quảng cáo này, rồi đây là giấy kiểm nghiệm này, đó. Giấy tờ nó rất là đầy đủ mọi người ạ, nên là chúng ta yên tâm nhá. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà đã được rất là nhiều người sử dụng này, hàng loạt những cái báo chí đã đưa tin này, VTV này, rồi Vietnamnet này, đấy, Pháp Luật Media này, đấy, 24 giờ này, Dân Trí này, đó, báo VTV nữa này, đó, rồi Eva này. Đây là cái giấy kiểm định FDA của Hoa Kỳ này đó. Giấy tờ rất là đầy đủ luôn đấy mọi người ạ. Đó, thì bây giờ cái Red Hai Chu này nó là một cái dòng sản phẩm hỗ trợ phát triển chiều cao rất là tốt. Nhưng với điều kiện là các anh chị phải mua đúng hàng chính hãng, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn mua đúng hàng chính hãng luôn nhé. Khi mà lấy hàng về thì mọi người phải đếm cho mình đủ 3 cái tem. Thứ nhất là cái tem chống giả của Big Pharma, nó là cái tem phải giống y như thế này. Thứ hai nữa là cái tem chống hàng giả của Bộ Công an. Đấy, đây tem chống giả Bộ Công an ghi chữ Vinfaco. Và ở trên hộp này nó có thêm một cái tem phản quang chống giả của công ty Vinfaco nữa. Đấy, mọi người thấy chưa? Đó, là nó phải đầy đủ 3 tem và 3 cái tem nó phải giống y như thế này. Đặc biệt là cái tem Big Pharma này bị làm giả rất nhiều nhá. Hàng giả, cái tem giả nó rất là mờ và lợt. Mọi người hiểu không? Nó cực kỳ mờ và lợt, màu sắc nó không có hài hòa và rõ nét như thế này đâu. Còn hàng chính hãng thì nó sẽ màu sắc nó sẽ rất là hài hòa, màu đỏ này, màu xanh xanh nhạt này, màu xanh đậm này, tem màu của tem chống giả này. Đó, nó phối hợp với nhau rất là hài hòa bởi vì nhà máy người ta là nhà máy lớn, nhà máy hiện đại, chuẩn GMP chứ không phải là những cái bọn làm hàng giả máy móc thô sơ. Nó in cái tem rất là xấu, mọi người rất là mờ, chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy. Và cái tem của Bộ Công an này nó là tem vỡ, tức là chúng ta cậy ra nó sẽ bị vỡ. Đây em cậy ra một góc cho mọi người xem này đó. Thì như vậy là nó bị vỡ luôn. Đấy, và cái tem này là do Bộ Công an phát hành cho nên là nó sẽ không có thể nào mà làm giả giống y như thế này được các anh chị nhé. Nên chúng ta về chúng ta xem kỹ, em ra dung kỹ cho mọi người xem đấy. Và thêm một cái tem phản quang của Vinfaco nữa. Thì Vinfaco nó là cái đơn vị mà chịu trách nhiệm đưa cái sản phẩm này ra thị trường đấy mọi người ạ. Đó, thì ngoài ra thì chúng ta có thể đa phần mềm iCheck về, chúng ta quét mã vạch nhé. Đây, phần mềm iCheck là phần mềm này này, chúng ta đưa vào chúng ta quét. Đó, nhấp vào nhé. Sau đấy chúng ta đưa vào chúng ta quét. Đó, thì nó sẽ ghi là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck. Đó là đã đảm bảo là chúng ta mua đúng hàng chính hãng. Còn nếu mà các anh chị nào tin tưởng hoặc là cần hỗ trợ bất kỳ thông tin gì về cái sản phẩm này thì các anh chị hãy gọi điện trực tiếp cho mình nhé. Đó là số 0868 38 38 35 để được hỗ trợ nếu mà các anh chị cần tư vấn hoặc cần mua hàng hoặc cần hỗ trợ bất kỳ thông tin gì. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những video tiếp theo của Tâm An.